ra cắt rồi 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 các bạn, hôm nay mình làm cái vlog này muốn nói những điều về giới trẻ đang làm, đó là chụp hình tại nhà, sau đó là hiện tượng đau mắt đỏ rất nhiều người, đó là dịch tào lao tào le tào rồi tình trạng chụp hình nu của giới trẻ gây xôn xao trên giới mạng tình trạng chụp hình nu của giới trẻ gây xôn xao trên mạng. Thôi diễn mình bị được đẹp cái gì vậy? Chưa chưa rồi gần cái nó bèo. Đi hả? Quay lại đẹp gái. Thằng biết vô rồi. Quay lại em. Rồi. Ghé, cầm nó. Rồi. Chưa quay mèo, dừng như cái hình thằng Bin thôi chúng thằng Bin. Anh ơi. Quay lại hạ bỏ chưa? Anh ơi, hạ bỏ rồi băng đi. À, nói trên phong bố lên cái bác của anh giáp chết kìa mày. Ủa nấu 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 đây nè trời ơi lấy hình bác đi cái món này mày lấy trước đi mày lấy đi rồi đó trời ơi ước nước mày 10.000 cái like sẽ được bác trời ơi bác còn đẹp trai ghê like mày like bác còn mặt trời mày to lên trời bác của anh giáp chết rồi kìa trên nó đưa nè đâu cái tội bác kìa không trời có bác còn bị nước mình mới nước rồi tự do á. Trời, thì mấy hồ đẹp ghê, vô coi. Like, vô. Like nè, like. Bác đẹp ghê, like. Trời ơi, đẹp không mày? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Ôi trời ơi, 10.000 cái like, bác không có sống mặt. À, bác vẫn chắc chắn. Cái mùa mắt. Rồi. Diễn. Mình nói á. Chị. Cái gì vậy? Có không biết nói không? Mèo thì nói. Thì nó từ đầu luôn mà. Nó từ đầu. Mèo nói. Từ đầu luôn hả? Mèo nói. Nó to nha. Rõ. Trời ơi, trên Facebook bác bấm chấp chết rồi kìa, tội ghê, có bác mà nước mình mới được sống bình yên vô sự vậy á. Đâu, đâu? Đây nè. Đẹp, bác đẹp không? Đẹp ghê. Ui, like. Like. Rồi. Cái gì đây? 10.000 cái like, bác gọi mình giáp biết sống lại hả? Trời ơi. Mình like cho bác sống lại đi. Like. Trời ơi. Con mẹ. Trời ơi bác phụ cái đẹp trai ghê. Gì em? Trời ơi vô phút đã. Gì đây? Bác phụ miếng giáp hả? Ôi bác chết rồi hả? Trời ơi trai ghê. Trời ơi like đi. Trời ơi like bác đi. Trời ơi có bác mà nước mình nó sống vậy. Trời bác ghê á. Like rồi nè. Like cho. Like đi. Bác có gì đây? 10.000 cái like. Trời ơi bọn giáp sống vậy. Trời ơi.